Đi qua kia rồi. Mến chào cô chú bác, anh chị em và các bạn nha. Hôm nay cùng theo chân Noel sẽ đi tới trường với một cái buổi là gặp gỡ giáo viên. Thì thường là ngày khai giảng thì mọi người sẽ tụ họp lại và bắt đầu khai giảng. Nhưng đối với trường học ở chỗ Noel học, và ở đây á, thì mình sẽ đăng ký học trên online trước, rồi khi mình đi tới học. Khi mình đi tới học thì khoảng 1 tới 2 tuần sau thì sẽ có một cái buổi gọi là meeting teacher, có nghĩa là gặp cái giáo viên mà đã dạy con của mình. Thì hôm nay là cái ngày đó, và ngày hôm nay á, thì thường là ba mẹ sẽ đi chung và phụ huynh sẽ đi tới và gặp cô giáo. Cô giáo sẽ phổ biến trong năm học này mình sẽ học những gì và tổ chức những gì, cũng như là hoạt động của lớp. Ngoài ra thì giới thiệu về bản thân của cô giáo cũng như những cái thông tin liên lạc để phụ huynh có thể liên lạc. Thực chất ra thì cũng đã có những cái thông tin liên lạc cũng như giới thiệu về tên của giáo viên trước rồi, nhưng mà mình chưa có được gặp giáo viên á, thì ngày hôm nay là cái ngày mà tất cả mọi người sẽ đi tới và gặp giáo viên để trao đổi cũng như là có những cái vấn đề gì thì mình sẽ hỏi. Và đặc biệt là thường trong cái buổi mà gặp gỡ này á, thì trước đó một tiếng thì sẽ có những cái buổi mà giao lưu sinh hoạt ở bên ngoài và có barbecue giống như là nướng, đồ nướng, rồi burger, rồi những cái hoạt động mà giống như là ở bên ngoài. Thì tùy theo trường, có trường thì sẽ tổ chức ăn uống như vậy, còn có những trường thì sẽ các em học sinh đó thì sẽ tổ chức giống như là bán nước rồi mọi thứ. Thì những cái đồ mà bán đó giống như là một cái quỹ của học sinh, và học sinh sẽ tự làm á ở trong trường, thì cũng rất là rẻ luôn. Có nghĩa là bán theo dạng như là để ủng hộ vậy thôi. Thì bình thường giống như là một chai nước thì là khoảng 2 đô, thì người ta sẽ bán 1 đô. Yeah. Em có vé rồi. Giờ mình sẽ lấy cái ticket này để cho những mấy bạn kia nha. Anh Chula, có ba nè. Chula cho anh Chula nè. Anh Chula muốn gì mua. Anh Chula mua cái gì đi qua mua. Đứng xuống đi mua với hai đi. Mua bánh với hai đi. Cầm cái giá để mua. Dạ. Qua đây. Ba thích ăn cái gì mua. Đây là nước sốt nè. Ví dụ sẽ mua những cái ticket như vậy nè, thì một ticket là 1 đô, thì mình sẽ đi tới để mình. Và bây giờ Noel và Angela sẽ cùng nhau đi nha. Rồi mọi người sẽ cùng nhau đi cùng với gia đình mình nha, để coi thử là hôm nay có những cái hoạt động gì. Sau khi mà mình ở bên ngoài thì mình sẽ đi vào bên trong để gặp gỡ giáo viên và tham quan trường học. Bây giờ mình cùng đi nào. Nếu như mà các bạn thích cùng đồng hành gia đình mình trong những chuyến đi cũng như là những các hoạt động và những điều chia sẻ có một chút gì đó gọi là hữu ích, thì vui lòng đăng ký kênh, subscribe và chia sẻ cho mọi người biết đến nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và cùng đồng hành cùng gia đình mình. Trong này nó nước lạnh nè. Đây con, đây nè con. Nè chị Hai đưa rồi, chị Hai cầm rồi nè. Rồi đây đi qua chị Hai cho. Đây, bác có thể giữ cái này. Đây mình sẽ còn 2 ticket. Giờ mình ngồi đâu đây? Ngồi qua bên kia. Có bao rồi.
hôm nay là ngày gì vậy Noel? Hôm nay là meat cũng như là barbecue, với lại là meat là chị chờ là cũng gần là từ 5 giờ tới 6:30 gì đó mình không nhớ, chắc 30 thôi. Với lại là tới 7 giờ mấy mình không nhớ nữa, giống như là 5 con sẽ làm cái này cho buổi cuối cùng luôn. Sắp tới giờ thì con, sắp tới giờ miết thật thì chờ thì con sẽ mua một cái hot dog. Hot dog cũng quên rồi. Cũng 1 đồng hả? Con quên nghĩ là 2 đồng. Rồi cái gì cả? Không ai cho nha bà. Đi con. Tôi cầm. Bỏ túi đi. Dẹp đầu đấy. Cho đi nha chị. Cho đi nha chị. Đúng rồi, đúng rồi. Con nhắm mì ngon không con? Phở ngon quá. Nhắm màu anh. Number 2. Number 3. Thì hai lang thang tới tìm bạn, đi tìm bạn. Chị có bạn tới. Nè con. Bạn con kìa. Đúng rồi. Hỏi bạn con. Bạn con. Bạn con đâu? Ừ, à, không phải đâu, không phải à. À nè, và sau 1 tiếng ở bên ngoài thì cả gia đình mình sẽ đi vào bên trong nha các bạn. Và bây giờ sẽ đi vào bên trong để gặp giáo viên. Rất là đông luôn và mình sẽ đi vào mỗi lớp thì sẽ có từng cái đường luồng để mình đi vào bên trong khác nhau, giống như là từng cửa đó các bạn. Thì vào buổi sáng thì Noel hoặc là những các bạn đi học cũng sẽ có từng cái cửa khác nhau để mình đi. Nếu mà mình đi đúng giờ để mình đi vào thì mình sẽ đi từng đúng cái cửa đó. Còn không có những cái trục trặc hay là gì đó, hoặc là mình đi bị hơi trễ thì mình sẽ đi vào cổng chính. Đó là cái cổng mà văn phòng của trường nha các bạn. Hầu như vào mỗi năm học thì đều có cái buổi là gặp giáo viên, thì mình đều đi cả gia đình với nhau và Angela cũng đi chung. Noel năm nay thì Noel đã học thì cũng 3-4 năm nay thì mình đều đi chung cả với nhau. Nếu như mà buổi chiều mình không sắp xếp được công việc thì mình có thể về sớm và đi chung. Thì thật ra đi chỉ có 1 ngày thôi vào đầu năm học thì thấy con cũng vui và cũng thích, nên mình đã sắp xếp rồi đi chung với nhau. Nếu đi chung thì sẽ vui hơn và cảm thấy cái buổi đó nó sẽ vui hơn cho con nữa. Thì mình biết được trường như thế nào, rồi lớp như thế nào, và cô giáo của con là ai. Đây, Angela đang say hi nè các bạn. Thích lắm luôn đó. Và Angela thích học trường này. Sau khi đi cái bữa này về nè, là sáng hôm sau á, chở đi học ở trường mầm non á, thì Angela nói là cho con học trường của chị Hai đi. Thấy chị Hai giới thiệu thích quá mà. Bên này đây là những cái nhà hơi nhảy đó. Để con sẽ tìm ra. Chứ lại là có thể tìm cái chỗ mình muốn. Nail hả? Con vẽ đấy hả? Đúng rồi. My body là gì? My lady hả? Đúng rồi. Melody. My melody. She's finishing up the last. Bên đó vùng á. Bên giày của Noel đó. Giày của con dưới á. À. Dùng cái lớp con.
Sau khi học xong thì sẽ có movie night ở ngoài này nè. Lúc này Noel đang giới thiệu mấy cái huy chương của trường. Thì sau khi movie night mình sẽ đi về. Cảm ơn mọi người rất nhiều, rất mong được sự đồng hành của mọi người. Và đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh nhé. Vui lòng like, share và subscribe kênh để đón nhận những video mới nhất nhé. Và khi subscribe thì hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn rất nhiều.